Có một bạn đưa câu hỏi như thế này. Kính bạch Thầy, cho con hỏi, bố mẹ con làm nhiều việc sát sinh, giờ bố mẹ con phải làm gì để đỡ nghiệp ạ? Ý thứ nhất, ý thứ hai là con muốn học Phật Pháp thì nên bắt đầu từ đâu? Thưa bạch Thầy ạ, câu hỏi của một bạn thứ nhất. Có hai ý. Ý thứ nhất, bạn nói rằng bố mẹ làm nhiều việc sát sinh thì bây giờ phải làm gì cho đỡ nghiệp? Chúng ta biết rằng ở trong cuộc sống thì nó rất là khó, vì cuộc sống mưu sinh ở tại thế gian này, chúng ta thấy là cũng có rất nhiều người họ phải làm nghề gì? Nghề sát sinh, hoặc trực tiếp sát sinh, hoặc rằng gián tiếp sát sinh. Trực tiếp sát sinh tức là gì? Là họ có thể mở cửa hàng ăn và họ có thể tự tay mình giết những con vật để làm những đồ ăn để bán cho khách. Hoặc rằng họ mở những cái lò mổ nhỏ nhỏ để họ mỗi một ngày họ có thể mổ vài chục con gà hay con vịt, hoặc là mổ vài con lợn, hay là mổ, thậm chí là dẫn đến một vài con trâu, con bò chẳng hạn, vân vân, để họ bán đổ buôn cho những người đi bán hàng ở ngoài chợ. Thì đấy gọi là tự sát sinh. Còn những người mà bảo là đi bán, họ chỉ lấy về thôi, họ bán, thì đấy họ có phạm vào tội sát sinh không? Thì xin thưa với các bạn trẻ chúng ta, ở trong đạo Phật đó, Đức Phật nói về quy luật nhân quả vận hành thì không cứ là người tự sát mới mắc tội, mà kể cả người gì, người đem bán và người ăn đều có tội cả. Đó. Giống như ở ngoài pháp luật nhà nước mà, người ăn trộm đồ tài sản quý của quốc gia hay của cá nhân vân vân, xong rồi đem bán cho tiêu thụ cho người khác. Người khác biết đó là, có thể biết đó là đồ ăn trộm rồi nhưng mà hám rẻ cho nên vẫn mua. Thì khi mà bị công an pháp luật điều tra ra thì tất cả đều bị tội. Nhưng có cái tùy theo tình tiết, có thể người ăn trộm thì tội nặng hơn. Thậm chí chúng ta biết có người cái tội là bao che và tiêu thụ những hàng giả, hàng quốc cấm, hay là những đồ quý báu của quốc gia mà họ ăn trộm xong đem đến họ tiêu thụ, bán kiếm lời. Có cái người mà tiêu thụ lại còn tội nặng hơn người ăn trộm. Có những trường hợp tình tiết nó lại như vậy. Ví dụ như quốc bảo chẳng hạn, mà người ăn trộm họ chỉ mục đích là thiếu thốn, họ đến ăn trộm rồi họ kiếm cơm, kiếm được miếng cơm manh áo để nuôi vợ nuôi con thôi chẳng hạn. Nhưng cái người buôn thì họ biết cái giá này là có vô giá, rất nhiều tiền nếu đem bán ra nước ngoài, và họ tìm cách họ đem họ tuồn cái hàng đó, bán cái hàng đó ra nước ngoài, thì cái trường hợp đó chắc chắn sẽ bị tội nặng hơn cái người ăn trộm. Họ không biết vật đó là quốc bảo mà không biết nó là vô giá. Mục đích của họ là chỉ vì là đói kém hay là túng thiếu vân vân. Đó, chúng ta thấy. Cho nên ở trong cái trường hợp mà sát sinh cũng như vậy, có những người sát sinh nhưng mà cái người á không sát sinh nhưng mà ngày nào cũng gọi điện reng reng bảo là mai anh thịt cho tôi 2 con lợn để tôi đi bán, hoặc là thịt cho tôi 20 con gà để tôi đi bán chẳng hạn. Ấy, những người như thế tội có thể lại còn nặng hơn cả những cái người sát nữa. Đó. Cho nên ở cái trường hợp này thì dù rằng á người tự sát hay người là gì, người tòng phạm vào việc sát sinh, thì cái tội đều rất là nặng. Theo quan điểm của đạo Phật, Đức Phật á, Ngài nói rằng tất cả chúng sinh á, có mạng sống ở thế gian này, nó đều ham sống và sợ chết. Nó đều có quyền được sống, đều có quyền được gì? Được yêu thương, được chung sống với gia đình của nó. Chúng ta đừng có nghĩ rằng con vật nó không có gia đình. Con chim bay trên trời nó có gia đình của nó, có tổ ấm của nó. Con cá bơi dưới nước nó cũng có gia đình của nó, có tổ ấm của nó. Chứ không phải là không các quý vị. Cho nên quan điểm của Đức Phật là
tất cả chúng sinh đều có Phật tính, chúng sinh là Phật sẽ thành, và Đức Phật đó là Phật đã thành đó. Chư Phật là Phật đã thành, còn chúng sinh là Phật sẽ thành. Vì sao? Vì tất cả đều có Phật tính như nhau vậy, đều có cái tự tính giác ngộ như nhau vậy. Chẳng qua là Đức Phật nói đời trước kiếp trước nó phạm nhiều tội ác, cho nên đời này kiếp này nó đọa trong gì? Ba đường ác đạo, đó là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh mà thôi đó. Cho nên ở đây bạn hỏi rằng bố mẹ đã phạm rất nhiều việc sát, thì nay phải làm gì để cho đỡ nghiệp? Muốn đỡ được nghiệp, cái việc đầu tiên đó là phải dừng cái việc sát đó lại, tức là không sát sinh nữa. Việc đầu tiên là phải dừng lại. Và cái việc thứ hai tiến đến là gì? Đó là ăn năn sám hối, phải làm rất nhiều những việc phúc thiện, như là phóng sinh, đặc biệt là việc phóng sinh, lại đi mua những cái loại tôm, cua, cá, ốc vân vân đó để mình phóng sinh. Và mình gì? Tụng kinh niệm Phật, lễ Phật, làm những công đức thiện lành ở thế gian để hồi hướng cho họ, siêu độ cho họ. Như vậy là cái cách để tiêu trừ nghiệp chướng tốt nhất, tiêu trừ cái nghiệp sát sinh tốt nhất. Còn ý thứ hai bạn hỏi rằng bạn muốn tu học Phật Pháp nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Muốn tu học Phật Pháp chúng ta phải học, học từ căn bản. Căn bản là gì? Nếu các bạn muốn học giáo lý của nhà Phật, các bạn đọc về tìm đọc cái quyển Phật học phổ thông của Cố Hòa Thượng Thích Thiện Hoa. Đây là những cái giáo lý căn bản của nhà Phật. Chúng ta nếu mà chúng ta đọc được 3 lần cái quyển Phật học phổ thông đó, đọc hết 3 lần, đọc đi đọc lại 3 lần, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ hiểu được khá nhiều những cái giáo lý căn bản của nhà Phật. Còn cái điều mà thâm sâu huyền diệu ở trong đó, đặc biệt là quyển thứ 2 và quyển thứ 3, thì Bộ Phật học phổ thông nó có 3 quyển, có 3 quyển dày. Quyển thứ nhất nói về những cái giáo lý căn bản, ví dụ như là lịch sử Đức Phật này, lịch sử Đức Phật này, rồi thế nào là bổn phận của Phật tử tại gia này, Đức Phật dạy ở trong đó, Hòa Thượng biên dịch lại ở trong đó, rồi nhấn đến là thế nào là tam quy, thế nào là ngũ giới, thế nào là thập thiện, thế nào là ăn chay, thế nào là công đức tụng kinh, thế nào là công đức niệm Phật, và thế nào là vì sao chúng ta lại phải lễ kính và lạy Phật và thờ Phật, lễ kính lạy Phật thờ Phật thì có được công đức gì không? Chúng ta đọc trong đó, quyển thứ nhất nói rất rõ cho chúng ta những cái pháp gọi là nhân thừa và thiên thừa về Phật giáo, tức là học cách gì? Học cách làm người đệ tử Phật tại gia ở đời này, và đến đời sau chúng ta không bị đọa bao đa trong ba đường ác địa ngục ngạ quỷ súc sinh, mà tiếp tục được sinh trở lại làm người có phúc báo. Và khi mà chúng ta tiến lên tu hành về ngũ giới và thập thiện thì đến đời sau chúng ta được sinh lên các cõi trời hưởng phúc báo và sự an lạc ở trong đó. Một cái nữa, nếu đọc kinh ngay bây giờ và ngay ngày hôm nay và cho đến ngày mai, sau khi xong khóa tu về, các bạn chúng ta có thể thỉnh một cuốn kinh Địa Tạng ở trong chùa, thỉnh miễn phí, ở trong chùa thì không bán, cho nên miễn phí, đều phát miễn phí hết. Cho nên các bạn thỉnh một cuốn kinh này về, các bạn đọc, các bạn sẽ thấy Đức Phật và các vị Bồ Tát ở trong kinh Địa Tạng dạy chúng ta làm người đệ tử Phật phải học Phật và phải tu Phật như thế nào. Trước tiên là phải gì? Noi theo cái tấm gương hiếu hạnh của Bồ Tát Địa Tạng là chúng ta phải là người con hiếu thảo. Một người con hiếu thảo đó chính là gì? Là nền tảng của gì? Của người đệ tử học Phật. Đó. Nếu chúng ta học có giỏi, sau này chức tước có cao, và chúng ta có đọc thông được Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luận Luận của Phật, mà chúng ta đối với ông bà cha mẹ mà không hiếu kính, thì đấy không phải là một người Phật tử. Cho nên nền tảng của Kinh Địa Tạng dạy chúng ta là gì? Là một người con đạo đức, là một người con hiếu thảo, để làm cái cửa ngõ, làm nền tảng cho chúng ta bước đầu học Phật. Đặc biệt là tụng Kinh Địa Tạng, đọc Kinh Địa Tạng, chúng ta có thể đọc thôi, chưa tụng cũng được. Tụng thì phải gì? Có chuông, có mõ, và chúng ta tụng trôi chảy thì phải tụng. Còn đọc thì các bạn có thể đọc gì? Đọc như chúng ta đọc sách hàng ngày. Đọc như chúng ta đọc sách hàng ngày, để trước bàn học chúng ta gì? Đọc sách thôi.
Nếu mà ở phòng trọ có các bạn chung với nhau á, thì chúng ta cũng không cần thắp hương, cũng không cần bát hương luôn. Chúng ta chỉ cần có một cái ảnh của Bồ Tát Địa Tạng nho nhỏ để ở chỗ bàn học của chúng ta. À, kiểu chúng ta để một cái ảnh giống như cái ảnh lưu niệm chúng ta để ở trên bàn học của chúng ta thôi cũng được. À. Và khi chúng ta học, chúng ta đọc kinh, chúng ta lấy cho chúng ta đọc mỗi ngày, chúng ta có thời gian thì đọc cho gì? Hai thời sáng và tối. Mỗi lần đọc như vậy khoảng, nếu chúng ta còn học bài thì chúng ta chỉ cần đọc khoảng 15 phút thôi. Có 13 phẩm đó chúng ta chia thành gì? Thành 13 lần đọc. 13 lần. Mỗi lần nó khoảng 15 đến 20 phút là xong hết một phẩm đó. Nếu có thời gian thì chúng ta đọc hết cả một quyển thượng. Thì khoảng một tiếng hoặc hơn tiếng một tí. Đó. Quyển trung, quyển hạ cũng vậy. Còn nếu không có thời gian chúng ta chia thành 3 quyển thượng trung hạ đã có 13 phẩm. Chúng ta chia thành 13 lần đọc. Mỗi lần khoảng 15-20 phút. Sau đó chúng ta đi học bài. Đảm bảo với các con rằng rất tốt. Rất tốt ở cái gì? Rất tốt ở cái là được chư Phật Bồ Tát thường gia hộ cho chúng ta. Chúng ta được khỏe mạnh, được thông minh, sáng suốt, học giỏi. Thậm chí có những cái việc các con biết không? Đọc tụng thọ trì, người đọc tụng thọ trì cái bộ kinh Địa Tạng này công đức vô lượng. Chỉ có ai mà chúng ta tin, chúng ta theo thì chúng ta mới cảm nhận. Ví dụ như vừa buổi trưa ngày hôm nay, gần lúc 12 giờ thầy đang ăn cơm, có Phật tử ở Thanh Xuân gọi điện đến. Bảo rằng bạch thầy, đúng là Phật Pháp nhiệm màu, kinh bản nguyện của Bồ Tát nhiệm màu. Thầy hỏi làm sao đấy, cụ có việc gì đấy, muốn kể đấy. Và cụ ấy nói rằng bạch thầy, con có đứa con dâu mà lần trước con lên con kể với thầy năm ngoái là hai lần sinh con đều sinh sớm, một đứa 6 tháng rưỡi, một đứa 7 tháng mấy ngày, cho nên sinh ra nó không đủ tháng, vì vậy mà đứa trẻ đấy bị hỏng mắt. Cả hai đứa trẻ sinh ra đều là con gái, và đứa thì hỏng mắt, đứa thì trí tuệ không được đầy đủ vì chưa đủ tháng. Cho nên hai vợ chồng rất là buồn. Mà mấy năm nay rồi đi cầu, đi cúng, đi chữa thuốc các thứ để mong sinh được một đứa con trai nhưng không được. Và hai vợ chồng cuộc sống vì vậy mà cũng không được hạnh phúc lắm. Vì ông chồng thấy thì chán. Và từ khi lên đây á, thầy bảo là thôi đi về thì bảo cả hai mẹ con, tức là cô con dâu với bà cụ ấy, về hai mẹ con cùng đọc kinh Địa Tạng. Và để cầu nguyện, nếu mà mình mà do đời trước kiếp trước mình á, tội nhiều, phúc ít, trong nhà Phật gọi là phúc mỏng nghiệp dày đó. À, cho nên á, cầu nguyện những cái sự việc chi á, đều không được. Nay muốn cho tội chướng được tiêu diệt và công đức trí tuệ được sinh ra thì đọc tụng kinh Địa Tạng đi. Gia đình nghe thầy về cả hai mẹ con, mẹ chồng và cô con dâu cùng đọc. Mặc dù cô con dâu bận đi làm nhưng mà sáng cũng đọc một tí và tối cũng đọc một tí. Và một thời gian sau thì cô con dâu của bà cụ ấy thấy khó chịu, thấy thay đổi. Và đi khám thì bác sĩ họ bảo rằng có em bé. Và được 3 tháng mấy ngày đó thì đi khám thì bác sĩ bảo rằng con gái. Lại tiếp tục một đứa con gái nữa. Và nghe nói như vậy xong thì về ông chồng không có vui. Ông chồng nghĩ rằng hai đứa con gái mà không được lành lặn rồi bây giờ lại tiếp tục một đứa con gái nữa. Mình chỉ cầu con trai thôi, tại sao không sinh con trai. Và ông chồng không có vui. Nhưng mà vì vợ chồng với lại bà cụ nói rằng con này là con cầu tự, tức là do tụng kinh mà có, mà được, vì sinh đứa thứ hai sau mấy năm trời rồi không có con, gần chục năm rồi vẫn chưa có con trở lại, cho nên là bảo là thôi con cầu tự, thôi thì cho dù phúc không có được thế nào thì dùng thế. Nhưng mà ông chồng nói như vậy nhưng mà không có vui tí nào. Xong bẵng đi một thời gian, bà vợ lại đi khám tiếp theo, khoảng độ tầm 5 tháng đi khám tiếp theo thì người ta vẫn bảo đây là con gái.
Chúng ta biết với cái khoa học bây giờ và đặc biệt là về y học bây giờ phát triển, họ nhìn thấy rất rõ cái điều đó khi mà họ nội soi, khi mà họ siêu âm. Đúng ra theo luật ấy, là họ không có được thông báo cho bà mẹ biết là con trai con gái, nhưng mà bằng cái hình thức nào đó thì họ vẫn có thể hỏi được các thông tin từ các bác sĩ. Lần đi khám thứ hai khoảng trên 5 tháng thì vẫn khẳng định là con gái. Thế cô ấy về, cô ấy nhất tâm cô ấy đọc kinh. Cô nhất tâm cô đọc kinh và cô không đi khám nữa. Và cô từ đó cho đến ngày sinh không đi khám nữa. Và cô nghĩ rằng là con gái rồi, không đi khám nữa. Và cách đây khoảng độ tầm hơn 1 tuần, cô ấy đi sinh. Khi mà cô đi sinh thì bắt đầu sinh con ra mới biết là gì? Lại là con trai. Một cái điều kỳ diệu mà 2 lần có thể bác sĩ đều nhầm. Có thể mình cứ cho là có thể bác sĩ đều nhầm. Nhưng chúng ta biết rằng, đó. Cho nên cái trường hợp đó thì chúng ta thấy là cái việc thọ trì đọc tụng kinh, Địa Tạng nó tiêu nghiệp và nó tăng trưởng công đức lớn lao đến nhường nào. Lại có một trường hợp nữa mà qua các đệ tử của thầy nói lại trường hợp này thì chưa gọi điện cho thầy. Nói rằng á, cũng cách đây mấy tháng về trước, có một trường hợp gọi điện lên cũng bảo rằng Phật Pháp và tụng kinh Địa Tạng nhiệm màu. Đôi vợ chồng này cũng không có con trai. Và về thì cả 2 vợ chồng đều tín Phật và đều nghe thầy và tụng kinh Địa Tạng. Nhưng mà khi đi khám họ cũng bảo là con gái. Và 2 vợ chồng bàn nhau đi bỏ vì đã có 2 đứa con gái rồi. Nhưng mà xong rồi bà mẹ chồng bà cản bảo nói rằng không cho bỏ. Đi theo Phật rồi thì phúc mình đến đâu mình hưởng đến đó, quyết nhất quyết không bỏ. Và bắt như vậy, cứ để như vậy để sinh. Nhưng đến khi đi sinh cũng lại ra bệnh viện đi sinh lại cũng sinh ra mà gì? Mà cậu con trai. Đó. Cho đây mà là 2 cái trường hợp lạ mà thầy mới nghe thấy. Đấy là những cái trường hợp mà gì? Mà thù thắng. Có thể là do bác sĩ nhầm. Cứ cho là như vậy. Nhưng chúng ta biết rằng là gì? Muốn học Phật Pháp thì chúng ta phải có gì? Có công đức, có phúc báo. Thì cái việc các con gì? Làm một bạn sinh viên, thời gian có để cho chúng ta bỏ 15 phút để đọc kinh không? Có. Chúng ta đọc để làm gì? Đọc để cho gì? Cho ta biết Đức Phật dạy chúng ta ở trong kinh, thứ nhất là phải hiếu thảo. Thứ hai là phải gì? Bỏ ác làm lành. Thứ ba là phải gì? Lánh giữ và hành thiện. Kết duyên với Tam Bảo từ lúc tuổi trẻ như vậy để Phật Bồ Tát cũng gia trì cho chúng ta được khỏe mạnh, được bình an. Và trí tuệ của chúng ta thêm khác hẳn. Khi cái tâm của chúng ta tịnh ấy, thì cái trí tuệ chúng ta cũng khác hẳn các con ấy. Và đặc biệt là sau này khi ra trường, chúng ta tìm được những công ăn việc làm vừa ý của chúng ta và chúng ta phát triển dần dần. Rồi một thời gian sau chúng ta lập gia đình, rất quan trọng đối với cuộc sống của chúng ta. Cho nên chúng ta muốn học Phật thì cái việc đầu tiên thầy nói là giáo lý thì nên đọc bộ Phật học phổ thông. Và tụng kinh thì các con tụng kinh Địa Tạng cho thầy. Vì kinh Địa Tạng là nền tảng của hiếu hạnh, là nền tảng của người học Phật. Đã. Kể cả một số bạn tu thiền, ở đây thầy biết là có một số bạn tu thiền và chủ trương rằng không cần đọc kinh. Các bạn đừng có nhầm. Nếu không cần phải đọc kinh thì Đức Phật không phải nhọc thuyết 49 năm thuyết kinh làm gì. Và Đức Phật chỉ có dạy người ta ngồi thiền thôi các con. Thầy biết là bây giờ có một vài vị pháp sư mà các con đang tin, đang theo, hoặc là ở miền Bắc hoặc là trong Nam ra, thậm chí là nước ngoài về, và dạy các bạn là gì? Không cần phải đọc kinh, chỉ cần ngồi thiền. Vì Phật ngày xưa ngồi thiền mà thành Phật. Xin thưa với các con, Phật ngồi thiền thành Phật. Còn chúng ta ngồi thiền thì nếu mà không có giáo lý, không có công đức thì chúng ta thành gì ạ? Thành ma. Vì sao thầy gọi là quái thành ma? Gọi là tẩu hỏa nhập ma đó. Năm ngoái có một bạn sinh viên, bạn nữ sinh viên mới ra trường đi làm được mấy tháng. Thế là có người đến, có gặp, đọc ở trên mạng với lại học với một vị thầy trong miền Nam ra giảng về thiền. Thế là bạn ấy vừa nghe lần đầu tiên nó về cứ thế tu thiền. Tu được mấy ngày mà cái thế là bắt đầu ngồi thiền, bắt đầu là tâm nó tĩnh.
thì bắt đầu là thấy cảnh giới này, cảnh giới nọ, cảnh giới kia. Lúc thì bạn thấy là gì? Là mình bay đi ở là trên mặt đất. Rồi dần dần đó, bạn ngồi bạn thấy gì? Mình xuất thần và bay đi gì? Đến cái cảnh giới thần tiên vi diệu. Và cũng có lúc gì? Bạn nhìn thấy cái cảnh gì? Chúng sinh khổ đau ở trong địa ngục và những đường ngạ quỷ đói, bạn ấy hoảng sợ. Thấy cái cảnh giới thần tiên vi diệu thì bạn rất là thích, khởi tâm là gì? Ham đắm, thích thú. Nhưng khi thấy cái cảnh địa ngục ngạ quỷ đói khát khổ đau một cái thì bạn sợ sệt và gì? Xuất thiền không đúng cách, vội vàng xuất thiền, và không mấy ngày sau thì bạn bị tẩu hỏa nhập ma, toàn thân là cứ nóng ran hết. Và đi khám thì bác sĩ bảo là không phát hiện ra cái bệnh gì. Bắt mạch thì mạch nó chạy toán loạn hết, lúc thì nóng, lúc thì lạnh, có lúc thì lại lạnh, đắp mấy cái chăn, nhưng có lúc thì lại nóng rồi, chỉ muốn nhảy vào ngâm vào trong bồn nước thôi. Thế xong rồi may là gặp mấy cụ già hay lên đây tụng kinh, các cụ bảo thế lên thầy Thịnh xem. Thế lên nói chuyện với thầy một cái để thầy biết là cái trường hợp này có vấn đề về tẩu hỏa nhập ma do vấn đề tu tập sai pháp. Lúc nhập thiền, trụ thiền và xuất thiền không đúng như pháp. Do mới nghe thầy giảng, một vị thầy nào đó giảng có một lần và về xem qua trên mạng những băng đĩa giảng nữa mà chú tâm ngồi thiền và ở trong cái cảnh giới trạng thái của thiền, các bạn không làm chủ được tâm thức của mình và để cho gì? Để cho ma cảnh nó lôi cuốn mình. Và bị điên điên khùng khùng, gọi là trong nhà Phật gọi là tẩu hỏa nhập ma. Và lên trường hợp đó thầy phải dạy cho cái phương pháp là vận lệ khí. Tức là phải ngồi thiền lại cho đúng cách và vận lệ khí. Và đặc biệt là gì? Thầy dặn vị là về gì? Niệm Phật. Nhất tâm niệm Phật và sám hối đi. Và thầy bảo nhanh thì một tuần mà chậm thì một tháng là khỏi. Và đúng bạn mới có một tuần, chưa đến một tuần thì bạn ấy khỏi hẳn. Và cách đây khoảng độ một tháng lại tiếp tục có một trường hợp ở dưới Thường Tín đã có vợ có con rồi. Cũng đọc ở trên, xem đọc trên mạng với lại xem băng đĩa giảng và cũng đến học với một thầy ở ngoài Hà Nội. Đến học với ông thầy đã có một buổi thôi. Và về xem trên mạng và học, học theo được mấy tháng thì cũng thành điên điên khùng khùng. Mà thậm chí là cái khí ở trong cơ thể nó đảo lộn hết. Lên trên chùa, hôm nọ lên trên chùa mà chân tay cứ run run thế này, run lẩy bẩy thế này mà không ăn được. Đặc biệt là cả tháng không ăn được, chỉ có uống nước thôi, ăn vào là nôn. Thầy lên đây thầy dạy cho một hai cái bài phương pháp thể dục và chịu khó tụng kinh Địa Tạng thì mới được khoảng một tuần thì ăn lại được và đỡ được khoảng 80%. Nhưng mà do ở trong chùa khoảng độ một tháng, tiếp theo nữa gần tháng, thế bắt đầu là cậu ta đem trốn chùa và đi ra ngoài nhà, ngoài hàng, ngoài quán, bắt đầu ăn thịt và uống rượu cho thèm quá. Không chịu được, ăn chay trong chùa không chịu được, thèm quá trốn ra ăn thịt uống rượu. Xong rồi là còn bỏ về nữa. Thế là thầy bảo thôi, thế không chữa nữa. Và về được nhà được mấy hôm thì bắt đầu nó lại nặng lại. Khi đó gia đình lại mang lên đây, thầy bảo không chữa nữa. Và để cho họ biết thế nào là khởi được cái tín tâm, biết thế nào là học Phật nó phải chân thành, chứ không phải cái ngôi chùa là như cái chợ, cần thì mình đến, không cần thì mình lại bỏ đi, hoặc xong việc rồi thì mình chả cần nữa. Tất nhiên Đức Phật và Thầy đều không cần là các vị đã báo ân, tri ân và báo ân, nhưng mà bệnh chưa khỏi đó gì, đã trốn đi làm những cái việc ở trong cửa Phật không nên làm rồi. Đó tức là trốn ra ngoài để ăn thịt uống rượu, mà trong khi đó vẫn mặc cái bộ quần áo lam. Người ta tưởng là tiểu nhà chùa là đi ra ăn thịt uống rượu thì chết. Đó. Còn sau khi về nhà rồi thì dùng thế nào thì dùng, đấy là quyền của các vị. Nhưng ở trong chùa đi chữa bệnh là phải theo cái quy định nhà chùa, cho nên thầy không chữa cho. Và bảo đi về nhưng phải bảo với người nhà, cái người thân của người nhà cấm đừng có nói cho gia đình biết, phải để bao giờ mà nó điên khùng khùng mà nó thấy là gì phải cần đến nhà chùa để chữa, mà không chữa thì không được, thì khi đó mới đưa đến. Còn bây giờ nó khỏi được 80% rồi, nó cứ nghĩ là ngon rồi, cho nên
là không khởi cái tín tâm chân thành nữa. Đó. Cho nên là học Phật, nếu mà các con khởi được cái tâm chân thành thì chắc chắn sẽ có lối vào thôi. Đấy thì trả lời câu hỏi của bạn đó như vậy.